really fascinated me was, you know, I'd grown up in the U.S. and sort of the general public school system. My father was not a soldier in the war. My parents, you know, I had no family connection to the Vietnam War or Vietnam, and I grew up with it. And then I had the very good opportunity when I was a teenager to meet a South Vietnamese veteran who explained to me his side of the story. And that really opened up a whole different understanding, which I had not been exposed to before. And that's really something that I see the mission of this museum and what we're doing is to show that history, not just, you know, of course, to the next generation of Vietnamese Americans, but also to everyone. I mean, to show people like me, who would have no connection to Vietnam otherwise, the story, which I think is really intriguing, needs to be told, and it hasn't been told. And remember, people ask you about CD, the Vietnam veteran. You can say, oh, they are the true hero of Vietnam. Oh yeah, of course. And the same, the Vietnam War, when American troops involved Vietnam, you know, they do a writing. This they do for the Northern Coast, Northern Coast. Not but ghosts. Not baby killers. Yeah. Did you see our flag? Yeah. I have the 18th Division flag. Yeah. That's right, yeah. This is my flag. My flag. This is my own. Yeah, this whole case actually is dedicated to the 18th Division. I think that you need more things. Yes, please. Like you see the journal, the order, the battle order, yes. Some still has, you know, some document like that. And they, we cannot keep weapons here, but the equipment, like a CD, the bag, something I would like you know, try to collect more. Yeah. Certainly we would welcome any help you can afford us. Yeah. One of the things that always fascinated me about the 18th Division is that the Australian Army did a lot of training for different units, right? Of the 18th. Mấy cậu này là cậu trẻ Mỹ nhưng mà cậu yêu quân đội lắm, thành ra cậu đến cậu hét cho Quách Nhất Trí để cho quân các cái để cậu collect được đồ gì thì cậu đem về đây cậu làm cái này á, này đó đúng của mình nè. Ai này cho cái lần cái nào là đúng cái này mấy cái sọc sọc này, mấy cái sọc sọc này, cái sọc sọc này trên này nữa, còn cái sọc sọc cái sai, có nhiều cái sai lắm. Cái sai này anh chỉ lên làm thêm mới không đúng. Mới đúng rồi. Cái này sai. Giờ cái này mình thay cái này thì không có cái này. Sai cái đó. Không có cái đó hả? Không có cái này. Cái nhánh này là không mình. Mình không có cái vụ mà cái mình không có cái vụ cái nhị đỏ. He said that there was no red. No red in it. We don't have this something yellow, but not some red. Mm-hmm. Plus something. My understanding was always this was just like a little, the particular tailor liked to do that. They made that, they put a little red. This is cool. Này đúng rồi. Yeah, the flag. Yeah, this flag actually used to fly in. Yeah, this flag was given to a U.S. general by the name of Harris Hollis. He commanded the 9th and the 25th U.S. Army divisions in Vietnam. Yeah, the flag mình không có thể để nhiều đồ được. Mà có cái bàn thì nhìn thấy chặt. Có một cái thờ của anh của Lê Hằng Minh viết cho Lê Hằng Minh nhớ không? No, he doesn't. Có cái thờ. The letter. Talk to him about the letter you get from your brother. Yeah, I have some letters. I don't have them today because I didn't know you were coming. If I knew you were coming. Tôi có để tôi có những document mà của Lê Hồng Minh mà những cái. Bây giờ thế này, tối nay có gặp được không? Tối nay thì bận rồi, nhưng mà viên trưởng ngày mai đi rất bất ngờ. Anh có gì chú sẽ liên lạc với chị. Dạ, yeah, ok.
có muốn cái gì đây nói với ông đi. Dạ. Yeah. Anh có gì cho nói đi được cái gì không nào cần. Không có, để tôi xúc giết nhiều cái gì. Ở đó. Vậy nói với anh em tại cái này nó anh em họ có biết có nhiều đâu. Đúng rồi, không biết đâu. Chứ có nhiều khi trong hẳn như ông Trung Quý, ông đại quý hay là những anh trung sĩ nó còn giữ những cái đồ lạ lắm. Tôi nói nghe cái ca nước mà mình đóng lũng á, nó giữ lại gì đó, nó cho mấy cái đó, cái đó. Đó cũng là cái kỷ niệm. Bữa tôi gặp cái ông trung đoàn trưởng, trung đoàn 11 của anh á, trung đoàn 11 á, anh nhớ trên anh á. Trung đoàn của tôi, trung đoàn 43, trung đoàn 48, trung đoàn 52. Dạ. Dạ. Tôi 17 năm cái đài tôi đâu có đâu có gì đâu. Tôi trong đó tôi làm bác sĩ cho mấy anh em. Yeah. Ông Thái bị mình trị theo thương tư đó thì mới giá kêu dùng bác sĩ đảo. Mấy anh có mà đâu có ra ngọt bác sĩ Quýnh. Quýnh Quýnh già đó. Bạn rất thân tôi. Ông bác sĩ Quýnh, Trương Gia Quýnh mà hồi đàn. Người có đại rồi. Làm gan tơ gian á, ông lớn của mình nhiều. Rồi tôi có bác sĩ Quýnh. Chị Thịnh. Đi cho xóa trang cũng sợ mở đâu nếu còn mấy năm đã mấy bộ đồ này đúng ra là để bộ đồ không có đúng đâu anh nhớ để không để ra đây nè bữa nó mới gả con nó đi ngày giờ trước nó làm giờ dân biểu đi diêm về biết tàu anh nhớ nhớ chứ nó đây nè trần cao để nó đây trần cao để nó đây trần cao để hồi xưa nó đến nhà tôi chơi hoài có nghe em chào tôi nó dễ thương lắm ở trong đây mà coi. Quá nhiều luôn.